chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học phát âm tiếng Anh với một số từ mà các bạn rất hay phát âm sai. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một từ, đó là từ graduate. Từ này để phát âm chính xác thì các bạn phải để ý cho mình cái phụ âm ở giữa, đó là phụ âm ch. Thay vì mình đọc là cái chữ cái d này, nhiều bạn rất hay đọc là graduate, nhưng mà để phát âm chính xác thì các bạn phải đọc là graduate. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ này có nghĩa là tốt nghiệp. Chúng ta rất hay dùng từ graduate khi nói về giới thiệu về bản thân. Có thể nói là chúng ta đã tốt nghiệp từ trường nào thì chúng ta sẽ nói như sau. Ví dụ mình tốt nghiệp từ trường Đại học Quốc gia thì mình sẽ nói là I have graduated from Vietnam National University. I have graduated from Vietnam National University. Giọng danh từ của từ này thì các bạn dùng từ graduation, đuôi ation. Và các bạn nhớ với những cái từ có đuôi là ation thì mình sẽ nhấn vào âm A trước tion. Và từ này mình sẽ đọc là graduation, graduation. Các bạn chú ý cái phụ âm ch. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau luyện phát âm một từ tương tự nữa, đó là từ education. Từ này có nghĩa là giáo dục. Tương tự các bạn cũng nhấn trọng âm vào âm A. Âm tiết thứ 3, education, education. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để ủng hộ chúng mình thì các bạn hãy ấn like, share và subscribe video này nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo.